Thưa quý vị và các bạn, dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9, du lịch tỉnh Bình Thuận đón 45.000 lượt khách, trong đó có 2.000 lượt khách quốc tế đến tham quan và nghỉ dưỡng. Điểm nhấn của du lịch Bình Thuận trong dịp lễ này là khai thác các điểm đến mới, điển hình như lễ hội biển với chủ đề điểm đến đa sắc màu tại Nova World Phan Thiết. Bên cạnh đó, một số địa điểm tham quan độc đáo của địa phương cũng được nhiều du khách lựa chọn là điểm đến như bảo tàng nước mắm, lâu đài rượu vang, sân khấu nhạc nước hay lễ hội ẩm thực. Ngày hôm nay thì đến đây mình cũng có những cái lời mời từ bạn bè chọn giữa rất nhiều địa điểm khác nhau để đến cho dịp nghỉ lễ này. Mình cũng thấy phần lớn lượng du khách đổ về Phan Thiết mùa này cũng khá là đông. Theo thống kê, trong 2 ngày cao điểm dịp lễ, nhiều cơ sở kinh doanh lưu trú ven biển trên tuyến Hàm Tiến, Mũi Né, Tiến Thành gần như kín phòng, du khách đến đông. Hiện lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Bình Thuận tăng cường thêm các tổ tuần tra giúp nhân dân và du khách đi lại thuận lợi, an toàn trong dịp lễ. Chúng tôi huy động tối đa lực lượng, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật, tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông. Ghi nhận tại các điểm bán hải sản tại khu vực bờ kè Hàm Tiến, dù nguồn hải sản nhập vào giá cao nhưng nhiều quán hải sản vẫn bán ra giá bình ổn để phục vụ du khách.